Thưa quý vị, thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, kịp thời đưa ra nhiều chính sách phù hợp nhằm bảo đảm quyền bình đẳng giới, trong đó có những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới trong tuyển dụng lao động. Một trong số những nội dung này được quy định mới nhất tại Nghị định số 125 năm 2021, ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trong chương trình Pháp luật và cuộc sống ngày hôm nay, sẽ giới thiệu đến quý vị những điểm mới đáng chú ý của Nghị định về xử phạt hành chính đối với hành vi liên quan đến bình đẳng giới. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị cùng theo dõi. Sau 10 năm thực hiện chiến lược bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Việt Nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo thống kê, Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 các nước đứng đầu về tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội và tỷ lệ phụ nữ tham gia lao động. Tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội khóa 13 đạt 24,2%, tăng thêm 3,11% vào khóa tiếp theo, đạt tỷ lệ 27,31%, cao hơn tỷ lệ chung của thế giới. Kết quả bình đẳng giới còn được thể hiện ở khía cạnh giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế lao động việc làm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế thị trường lao động, chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê cho thấy, nữ giới chiếm đến 47,3% lực lượng lao động chính của cả nước. Trong đó có khoảng gần 3.000 doanh nghiệp do nữ doanh nhân đứng đầu, chiếm 24% tổng số doanh nghiệp cả nước. Tỷ lệ nữ giới biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt 97,33%. Tỷ lệ nữ thạc sĩ đạt 54,25%. Tỷ lệ tiến sĩ đạt 30,8%. Có được những kết quả trên là nhờ Chính phủ Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý về luật bình đẳng giới, luật bầu cử quốc hội, bộ luật lao động, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong giai đoạn 2011-2020 một cách cụ thể, minh bạch và thuận lợi cho sự phát triển của phụ nữ. Nghị định 125 năm 2021 ra đời và có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 1 năm 2022, gồm 4 chương, 23 điều, quy định cụ thể về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. Với nhiều điểm mới như quy định đầy đủ các hành vi vi phạm hành chính và các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính cụ thể trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, gia đình, theo quy định tại luật bình đẳng giới và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Ngoài ra, Nghị định 125 còn bổ sung hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm, điều chỉnh nâng mức phạt tiền, đồng thời bỏ hình thức xử phạt cảnh cáo đối với một số hành vi nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn, phù hợp điều kiện kinh tế xã hội hiện nay và bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung. Bên cạnh đó, Nghị định bổ sung quy định xử phạt đối với một số hành vi vi phạm về bình đẳng giới, như hành vi phân biệt đối xử về giới trong bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, theo quy định, hành vi ép buộc hoặc nghiêm cấm người khác lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp vì định kiến giới, hành vi vận động xúi dục, ép buộc hoặc cản trở người khác tham gia học tập, đến trường, lựa chọn môn học, ngành nghề, học tập, đào tạo vì lý do giới tính. Thưa quý vị, liên quan đến những điểm mới đáng chú ý của Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới, chương trình có cuộc phỏng vấn luật sư Vũ Thị Phương Thảo, Văn phòng luật sư Gia Hân, Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào luật sư Vũ Thị Phương Thảo, Văn phòng luật sư Gia Hân, Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa luật sư Phương Thảo, được biết là Nghị định 125 năm 2021 ra đời và có hiệu lực thi hành đã góp phần bảo đảm và thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở về giới nói riêng và các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới nói chung. Quan điểm của luật sư về những điểm mới mang tính chất tiến bộ này của Nghị định ạ? Nghị định số 125 này thì thay thế Nghị định số 55/2009 NDCP ngày 10 tháng 6 năm 2009. Nghị định số 125 ra đời, thứ nhất là đã nằm khắc phục các cái những cái bất cập do cái sự thay đổi về tình hình cũng như là để đảm bảo cái sự đồng bộ
thống nhất trong hệ thống các quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. So với lại nghị định số 55/2009 thì nghị định số 15/2021 có rất là nhiều cái điểm mới khác biệt cũng như là tiến bộ để nhằm góp phần bảo đảm cũng như là thúc đẩy cái bình đẳng giới. Tại vì chương 1 thì so với nghị định 55 thì nghị định 125 có những sửa đổi bổ sung quan trọng như là quy định cụ thể hơn về cái những cái tổ chức được áp dụng trong nghị định, bổ sung các quy định về hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới đang được thực hiện cũng như là các cái hành vi mà đã kết thúc, điều chỉnh cái mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực bình đẳng giới và bổ sung các cái nguyên tắc về áp dụng mức phạt tiền nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định tại luật xử lý vi phạm hành chính. Đặc biệt thì nghị định 125 có bổ sung cái biện pháp khắc phục hậu quả, đó là buộc nộp lại số lợi bất chính có được do hành vi vi phạm và buộc nộp lại giấy phép, chứng chỉ, giấy đăng ký hoạt động bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp cái giấy phép, chứng chỉ hay là giấy đăng ký hoạt động đó. Còn tại chương 2 thì nghị định cũng có những cái sửa đổi bổ sung rất là quan trọng nhằm đảm bảo cái sự thống nhất đồng bộ giữa nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Đặc biệt nghị định có bổ sung xử phạt đối một số hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới, ví dụ như là hành vi phân biệt đối xử về giới trong đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, nơi làm việc, nghề nghiệp hoặc là vì định kiến giới, hành vi mà vận động, xúi dục, ép buộc hoặc cản trở người khác tham gia học tập, đến trường, lựa chọn môn học, nghề học tập, đào tạo vì lý do giới tính. Ngoài ra thì nghị định 125 cũng có điều chỉnh về thẩm quyền lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. Ngoài ra nghị định cũng bãi bỏ một số các cái quy định liên quan đến thủ tục xử lý vi phạm hành chính hay là chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thưa luật sư, một cái quy định đáng chú ý đó là phân biệt đối xử về giới trong cái lao động sẽ bị phạt nặng. Đây là được xem là một cái quy định tiến bộ về giới trong cái môi trường làm việc, thì luật sư có thể cho biết cụ thể hơn về quy định này ạ? Tại điều 8 nghị định 125/2021 như sau: các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến lao động. Thứ nhất là phạt cảnh cáo đối với hành vi vận động, xúi dục người khác lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp theo định kiến giới. Thứ hai là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: phân biệt đối xử về giới trong đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, ép buộc hoặc là nghiêm cấm người khác lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp vì định kiến giới; phân biệt đối xử về giới trong phân công công việc dẫn đến chênh lệch về thu nhập; từ chối tuyển dụng hoặc là tuyển dụng hạn chế người lao động thuộc một giới nhất định. Thứ ba là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi đặt ra và quy định quy chế về phân biệt đối xử về giới. Thứ tư là hành vi vi phạm quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới bị xử phạt theo quy định tại nghị định của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng. Thứ năm là biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục hoặc lại quyền lợi hợp pháp của người bị xâm phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2 của điều này, buộc sửa đổi hoặc là bãi bỏ các quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức, cá nhân có sự phân biệt về đối xử đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. Như vậy thì so với trước đây thì điều 8 nghị định 55/2009 chỉ áp dụng cái mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi là từ chối tuyển dụng hoặc là tuyển dụng hạn chế lao động nam hoặc là lao động nữ vì lý do giới tính, trừ trường hợp mà áp dụng biện pháp bình đẳng thúc đẩy bình đẳng giới, sa thải hoặc là cho thôi việc người lao động vì lý do giới tính hoặc là mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ. Như vậy thì tại nghị định 125 thì mức xử phạt đã được tăng lên từ 10 đến 15 triệu đồng thay vì từ 5 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra thì tại điều 8 này cũng đã quy định một cái khoản mới, đó là bổ sung về cái hành vi tại khoản 3 là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi đặt ra và thực hiện các quy định quy chế có sự phân biệt về giới.
Một vấn đề nữa xin được hỏi luật sư Thảo là Nghị định 125 quy định về các hành vi vi phạm về bình đẳng giới liên quan đến gia đình là những hành vi nào ạ? Về đối với các cái hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới mà liên quan đến gia đình thì được quy định cụ thể tại điều 13 của Nghị định 125/2021 như sau. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến gia đình. Thứ nhất là phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các cái hoạt động mà tạo thu nhập hoặc là đáp ứng các nhu cầu của gia đình vì lý do giới tính. Hai là đối xử bất bình đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính. Khoản 2 là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với một trong các hành vi như sau: đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của gia đình vì lý do giới tính. Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định. Khoản 3 đó là áp dụng phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên gia đình có đủ điều kiện về sức khỏe quy định theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính. Ngoài ra thì điều 13 của Nghị định 125 còn quy định về cái hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như sau. Đối với hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. Và biện pháp khắc phục hậu quả đó là buộc xin lỗi công khai người bị xâm phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều này, trừ trường hợp mà người bị vi phạm không có đơn yêu cầu. Thứ hai là buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này trong trường hợp mà có gây thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho người bị xâm phạm. Thứ ba là buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp cho người bị xâm phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, điểm A, khoản 2 và khoản 3 của điều này. Xin được cảm ơn luật sư Vũ Thị Phương Thảo đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này ạ. Nghị định 125/2021 có hiệu lực thi hành đã tạo hành lang pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới, qua đó góp phần bảo đảm và thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nói riêng và các vi phạm pháp luật về bình đẳng giới nói chung. Thưa quý vị, Nghị định 105 ngày 4 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống ma túy có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trong đó quy định thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy như sau. Thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là 1 năm kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ra quyết định quản lý. Trong thời hạn quản lý, nếu người đang có quyết định quản lý bị phát hiện tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5, điều 23 của Luật phòng chống ma túy, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền ra quyết định quản lý mới, trong đó xác định lại thời hạn quản lý là 1 năm, kể từ ngày ra quyết định quản lý mới. Đến đây chương trình Pháp luật và cuộc sống xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.